Mấy người làm gì vậy? Mấy người thả tôi ra đi. Mấy người làm gì vậy? Mấy người lấy gì mà bắt tôi? Còn chứng cứ á thì bỏ ra đi. Mấy người làm như vậy á là ảnh hưởng công việc làm ăn của tôi. Tôi sẽ kiện mấy người đó. Nè, đủ rồi nha. Anh có im đi không? Nếu như anh vô tội, chúng tôi sẽ lập tức thả anh ngay. Được. Vậy chứ còn tổn thất của tôi á, ai chịu? Các anh có đời được không? Không có chứng cứ chứ gì. Tôi nói các anh rồi, tôi là người lương thiện. Chẳng qua là có vấn đề về nghiệp vụ của các anh thôi. Chào các anh. Anh đi nghe cái đó. Các anh định ép cung tôi hả? Anh Nguyễn Thế Trung, chúng tôi chính thức khởi tố anh về tội giết người. Đúng vậy. Với các dấu vết tìm thấy trên chiếc cần câu mà anh bỏ quên trên chiếc taxi, biển số 04298, có dấu vân tay của anh và biểu bì mang thông tin di truyền ADN của nạn nhân trên sợi dây cước, trùng khớp với vết thương gây tử vong của bên phòng kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã đủ bằng chứng để cáo buộc anh hành vi cố ý giết người. Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc và giải dây cho anh Lê Văn Đạt đang trên đường trở về. Anh ta có thể làm chứng là anh đã không hề lái chiếc xe tải chở gạo của công ty ra Bắc. Và hiển nhiên, chứng cứ ngoại phạm của anh là không có hiệu lực. Anh rất là thông minh khi tìm ra những khe hở để che giấu tội lỗi của mình. Nhưng mà lưới trời lọc lọc, cho nên anh hãy thành thật khai báo để còn được xem xét tình tiết giảm nhẹ tội trước tòa. Anh hãy trình bày rõ sự việc đi. Dạ, tôi và Quyên quen nhau trong một lần đi dự đám cưới. Với công việc lái xe, cho nên tôi hay đưa tiền cho bạn gái tiêu xài. Nhưng có lúc do cô ấy quá đòi hỏi, cho nên chúng tôi hay giận dỗi. Nhưng chỉ được vài ba hôm thì thôi, cô ấy hoặc là tôi sẽ chủ động làm lành. Ủa, em? Em đến lúc nào vậy? Em đến nãy giờ rồi. Em mang ít đồ nấu cho anh ăn nè. Bữa giờ ăn bậy bạ không phải không? Em mua gì á? Em mua rau, ít trái cây. Anh à, em xin lỗi chuyện hôm trước nha. Anh đừng có giận em nha. Tại vì em yêu anh quá nhiều mà thôi. Em hứa từ đây sẽ không vì chuyện cỏn con đó mà ảnh hưởng tình cảm của mình nha anh. Thank you.
Ngày 18 tháng 6, cô ấy có tới nhà của tôi chơi và ngủ lại. Chính vì vậy nên tôi nhờ tên Đạt lấy xe giùm để có thời gian vui vẻ với cô ấy. Ôi, cái này sao đây? Rồi. Tới hả? Lại đây câu cá với anh nè. Lại đây. Em không có câu gì hết trơn á. Em hôm nay sao vậy? Anh nói dối em đúng không? Ủa, anh nói dối em gì đâu? Anh nói anh không có tiền, không có tiền mua xe cho em. Trong tài khoản của anh vẫn còn 100 triệu. Anh nói dối em. Sao em biết? Anh tưởng tôi không biết được hay sao? Em à, cái số tiền đó là anh tích góp lo cho tương lai hai đứa mình, chứ không phải đụng chuyện gì cũng lấy ra xài được đâu. Tương lai? Anh nghĩ còn có tương lai nào ở đây nữa hả? Tôi không muốn lấy một người mà suốt ngày âm thầm tàu quý đen như vậy. Bây giờ tôi phát hiện được chuyện này, sau này anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây? Em nói cái gì vô lý quá vậy? Tiền của anh muốn cho ai là anh cho? Với lại á, xe cũng mua cho em rồi, mới có 2 tháng á là báo mất, không biết mất thiệt hay là mất giả nữa. À, thì ra anh nghĩ như vậy đó hả? Được thôi, nếu anh nghĩ như vậy tôi sẽ nói cho anh biết luôn. Tôi có rất là nhiều người theo đuổi, có người còn hứa mua xe mua nhà cho tôi nữa kìa. Nên từ đây anh đừng có gặp tôi nữa. Em nói gì vậy? Em đâu vậy hả? Tôi không có liên quan đến anh. Em là bạn gái của anh mà. Bạn gái? Anh nghèo mạt triệp, anh có đủ tiền nuôi tôi không? Thân anh lo còn không xong nữa mà. Đừng có theo tôi nữa. Em đứng lại coi, đứng lại coi. Không được đi. Tôi cấm anh, anh không được đụng tới tôi. Người nào có tiền thì tôi đi. Em làm gái hả? Anh dám nói tôi như vậy đó hả? Tôi cấm anh, từ nay không được theo tôi nữa. Chúng ta không còn liên quan gì hết á. Tôi dám bỏ tôi hả? Tôi dám hả? Hèn không? Hèn không? Hả? Hả? Hèn hả? Con, tôi có giết người. Em, dậy đi em dậy đi. Sau đó tôi đã bay ra Bắc để gặp tên Đạt và lái xe về, tranh thủ lúc chưa có ai biết tên Đạt đã lái giùm tôi chuyến hàng đó, nên tôi mới dụ tên Đạt đi đánh bài. Vì tôi biết tật xấu của hắn, khi mà đã thua thì hắn sẽ đi tiếp và muốn gỡ vốn lại, và chắc chắn sẽ ở lại. Nên lúc đó tôi sẽ lái xe về, và chứng cứ ngoại phạm của tôi sẽ hữu hiệu. This is the last call for Mr.
Đã nói là không cần đón em mà, đã có nhân viên của em là được rồi. Anh rảnh mà, thôi mình đi em. Hôm nay anh không có việc gì sao? Anh làm em hơi bất ngờ đó. Không phải là không có việc, nhưng mà vụ án vừa rồi đội của tụi anh vừa giải quyết xong. Công nhận bây giờ á, bọn tội phạm nó xảo quyệt thiệt. Nó dám dựng nguyên cả hiện trường để làm bằng chứng ngoại phạm đó em. Alo. Tình hình công ty bữa giờ có gì đặc biệt không em? Chiều nay có cuộc họp cổ đông 3 giờ đúng không? Đặt cho chị một bàn ở Sheraton nha. Ok. Ok. Ủa, lúc nãy anh nói gì? Không có gì em. Em mới gì về mà đã lao vào công việc rồi sao? Sao em không dành thời gian để nghỉ ngơi đi? Sao mà nghĩ được anh? Công ty còn biết bao nhiêu là việc đang chờ em giải quyết. Đang đến thời của mình, trễ một tí là mất đối tác, chậm một chút là tụt hậu như chơi. Đôi khi công việc là công việc, nhưng mà em cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi, để bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Anh thấy chúng ta nên dành thời gian cho nhau và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa em. Anh nói em không quan tâm tới gia đình. Trên dưới trong ngoài nội ngoại ai lo? Còn cả chuyện du học của chú Út ở bên anh, nếu mà em không lo thì dựa vào ai? Dựa vào đồng lương của anh hả? Không đủ tiền để đi uống cà phê thì lấy đâu mà lo cho gia đình? Tại sao em hay lấy mấy cái chuyện lương bổng ra hoài vậy? Em thấy đó, bao nhiêu người vẫn sống với lương công chức như anh được đó thôi. Thậm chí đồng đội của anh nhiều khi họ còn thấp lương hơn anh, nhưng họ vẫn chấp nhận với cuộc sống hiện tại đó thôi. Nhưng em không bằng lòng. Em còn có gia đình, còn tương lai của em. Giả sử em cũng đi làm giống như anh thì biết chừng nào em mới có tiền gửi cho ba má, rồi còn chiếc xe này, cái điện thoại này vẫn chỉ là mơ ước như bao người thôi. Không phải là em trách anh, nhưng đó là cuộc sống của em, là công việc. Em không cần anh phải chia sẻ, nhưng đừng bắt em phải ở vị trí như anh. Chúng ta không thể nào quấn quýt với nhau như là lúc mới yêu được. Bây giờ là phải có trách nhiệm với nhau. Thôi được rồi, tùy em vậy. Từ nay chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tí nữa em có bữa ăn trưa với khách, trợ lý của em sẽ đón em. Em ghé qua ngân hàng có tí gì, anh cứ về trước một mình được rồi. Có tâm sự hả? Chào em. Đâu có đâu, đâu có tâm sự gì đâu. Nè, anh uống cà phê đi. Cảm ơn em. Anh không giấu được em đâu. Biết anh từ thời đại học đến giờ,
Chẳng lẽ anh có tâm sự em lại không biết sao? Thực ra đó thì áp lực công việc không có bằng áp lực gia đình đâu em. Anh cãi nhau với Hạ Đoan hả? Không, không phải là cãi nhau, mà là do bất đồng quan điểm thôi. Yêu nhau và sống với nhau là hai chuyện khác. Đã sống chung với nhau mà không đồng quan điểm thì có hạnh phúc lắm em à. Nếu mà vậy á, thì hạnh phúc hay không cũng là do mình nắm giữ. Hạnh phúc nó cũng giống như là ly cà phê này nè. Ta cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, và ta phát hiện ly cà phê này chưa có đường. Anh thấy có đúng không? Nhưng mà ai cũng ngại đứng dậy đi lấy đường, cho nên là thà ngồi lại uống ly cà phê đắng. Nhưng mà khi ly cà phê đã cạn, ta mới phát hiện ra rằng đường vẫn còn nằm dưới đáy ly mà chưa tan. Ta mất quá nhiều thời gian để mà băn khoăn là tại sao cuộc đời này quá ảm đạm và nhạt nhẽo, và lại tốn quá nhiều thời gian để đi tìm kiếm sự ngọt ngào, trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Bây giờ thì anh mới biết em không những là chuyên gia pháp y mà còn là một chuyên gia tâm lý nữa đó. Anh cũng là chuyên gia mà. Anh quên là trước đây chúng ta học cùng ngành hay sao? Chỉ là khi đụng tới chuyện của mình á, thì ai cũng như là lạc vào mê cung vậy. Mê cung? Ừ. Em nói cũng phải đó. Em còn nhớ hồi xưa có rất nhiều con gái theo đuổi anh, và có nhiều người trồng cây si ở ký túc xá chỗ anh ở nữa. Rồi thậm chí còn đánh nhau vì ghen nữa chứ. Phải công nhận hồi đó anh đào hoa thiệt đó. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn chọn Hạ Đoan. Vì vậy á, anh không thể tìm được một bông hoa nào tốt hơn trong đám bông đó đâu. Cho nên anh hãy về mà thực hành bài học về ly cà phê này đi. Cảm ơn em vì bài học này nha. Anh sẽ về khuấy động đáy ly cà phê như em nói. Anh về phòng đây. Lắm đâu. Chẳng qua là lúc mang bầu mày á, mang ốc heo hơi nhiều thôi. Nè, con trai gì mà vô phòng con gái không gõ cửa gì hết vậy? Mất lịch sự quá. Gì? Tao có gõ cửa đàng hoàng nghe. Chẳng qua là mày ảo tưởng sức mạnh tới thằng nào, đâu nghe anh mày gõ cửa đâu. Kỳ lắm nha. Mày khai đi. Cái thằng mà mày đang ảo tưởng á, nó có giàu không? Nó có sành điệu giống như anh của mày không? Thôi im ru đi là được rồi đó. Con nít con nôi biết gì mà nói. Ê trời, hổ mày. Dù gì á, tao cũng là anh họ của mày nghe chưa? Biết rồi. Ông anh họ, anh á là ông trời của hai bác. Ừ. Nhưng mà đối với riêng đây á hả, anh giống như là một đứa con nít dắt mũi chưa sạch vậy đó. Biết không? Thưa ông anh, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Mà thôi, đi ra đi ra. Phòng này có con gái mà. Đi ra. Chưa có nói xong mà. Phòng có con gái mà, đi ra đi. Cái gì? Mày nói mày là con gái hả? Nè, nghĩ sao vậy? Xin lỗi nha, đây con gái chính hiệu nha. Đây cũng thích một người đàn ông. Thích rồi á nha. Thừa nhận rồi nghe. Thôi đi ra đi. Đi ra, đừng nói nữa. Đi ra ngoài đi. Tao chưa có nói xong mà. Cái mặt của anh đó hả? Đi vô đây chỉ có chuyện tiền bạc thôi đúng không? Chỉ có bé Hân á là hiểu anh nhất. Có tiền không? Cho anh mượn ít đi. Đi. No way. No way là gì? Là không đời nào á. Đi ra khỏi phòng. Ừ dạ. Đi nhanh. Get out. Get out.
Con đi ra đi. Không cho thì thôi, làm gì đủ như đủ tà vậy? Nhỏ tánh kỳ. Trời ơi, đau quá. Ơi, ông ơi, nhẹ nhẹ thôi. Ủa, bà má mới về. Từ từ đi, từ từ. Ủa, thiệt má bị sao vậy? Trời ơi. Trời ơi, bị trật giò. Bớt chân cho má mày coi. Nhẹ 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 tay. Sao để cái chân tình trạng vậy? Nó hốt thì kệ nó. Bà dằn coi cho nó làm gì cho trật chân. Mà tự nhiên hôm nay bà đặt xí soạn, mang giày cao gót. Trời ơi, già rồi. Bà mang giày cao gót để quyến rũ thằng nào? Nói. Im đi, cha già dịch này. Cần gì hả? Tôi chỉ cần ngồi không thôi ha. Là đàn ông đứng trước mặt tôi nè, cần gì quyến rũ? Nói chuyện du duyên. Tôi nói cho ông biết nha, cái thời oanh liệt á, cái thời tôi còn trẻ đó nha, trai á, xếp hàng từ chợ Bến Thành tới chợ lớn đếm không hết luôn. Vậy mà tôi không chọn, tôi chọn ông á, nên cuộc đời tôi mới khổ vậy nè. Phải rồi, nhìn lại đi, chưa biết ai khổ hơn ai nữa. Bộ bữa nay nhiều khách lắm hay sao mà mình về sớm vậy? Bác, chừng bác bị sao vậy? Bị công an rượt, té, trặc giò, biết chưa? Đó, công an đó, rượt đuổi, để tôi mới bị vậy nè. Đó, làm ăn lương thiện không muốn, ngày mai á, tôi kiếm chuyện ác tôi làm, để cho có người lập công. Bác nói gì kỳ vậy? Con có bao giờ muốn hai bác như vậy đâu. Thôi, sẵn tiện vậy nè, giờ hai bác đổi nghề đi làm việc khác đi. Đổi nghề gì? Mở động bán heroin hay là karaoke ôm? Sao lúc nào con góp ý rất là chân thành mà bác luôn cáo gắt với con? Nếu mà nhà mình có chuyện á, thì cả nhà mình phải ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết chứ, đúng không bác? Phải mà, cháu nó nói phải. Có cái chuyện gì khó khăn thì mình phải quay quần như thế này nè, mình tìm một cái lối thoát. Bà thiệt là giận cá rồi chém. Chém gì? Chém tùm lum. Thôi dẹp ông đi. Làm cái nghề này mấy chục năm rồi giờ kêu đổi nghề. Đổi gì? Làm gì mà sống? Cái nhà này sắp sửa chết đói rồi nè. Gì vậy? Hay là mình chuyển nghề đi má. Nghề gì? Bây giờ mình sẽ chuyển sang kinh doanh pizza máy lạnh. Trời ơi, con nói cho má nghe nha, cái nghề này hả, nó thu hút giới trẻ dữ lắm. Trời ơi, má biết không, con đã nghiên cứu cái nghề này kỹ lắm rồi. Con nghiên cứu trên báo chí nè, sách, rồi học hỏi tùm lum. Rồi con nghiệm ra một điều rằng nó thu hút rất là nhiều giới trẻ. Giới trẻ hả? Trời ơi, nó chơi nhiều. Nó chơi từ sáng đến tối. Rồi nhiều khi hả, nó chơi từ tối đến sáng. Mà nếu má kinh doanh nha, thì lúc đó đếm tiền mỗi tay luôn. Có không? Có không? Có chứ. Tốn mặt bằng rất là nhiều. Mà mặt bằng bây giờ á, rất là mắc. Lúc đó không có tiền trả cho người ta đó hả? Rồi chết nha con. Tưởng cái ý tưởng gì hay lắm. Nói tới nói lui cũng là để thỏa mãn cái nhu cầu ăn chơi của mày thôi à. Nè, tao nói cho biết nghe chưa, làm việc gì cũng phải đàng hoàng ha. Rớ vô mấy cái chuyện phạm pháp á, coi chừng á, có ngày ở tù á. Gia đình có mình mày á, là cháu nội đích tôn thôi đó. Trời ơi, má nói chuyện nghe siêu xẻo quá vậy. Thì con nói ra vậy đó, má không chịu thôi. Con mà kinh doanh nếu phất lên á, lúc đó má đừng hối hận à. Trời ơi, dữ quá ha. Hay quá ha. Ông chủ, làm ơn bóp dòm tôi một cái. Trời ơi, mày giết tao hay sao vậy? Làm gì vậy? Hù. Làm giật mình à? Làm thì hết đánh. Hồn à? Thì đánh mới hù.
hồn mới hết hồn. Làm giật cái mình. Ủa nó nghe nè, sao không về nhà ngủ đi, mà khi không nằm ngủ trong phòng thí nghiệm là sao? Hay quá hả, anh còn hỏi nữa hả? Cũng tại anh đó, làm bể cái mẫu thí nghiệm của tôi, giờ tôi phải làm lại đó, thấy không? Cái gì? Nói gì mà nghe được á hả? Cho phép nói lại á, ai làm bể? Anh... ai làm bể? Cô làm bể, chứ tôi không có làm bể, nha. Nhớ không, nhớ không? Tự nhiên giận dữ lên à, quăng cái bẹp, bẻn. Ai làm bể? Nói lại đi nha. Thôi mệt quá, anh luôn lẹo quá, nói không có lại anh đâu. Mà cũng tại anh á, phải nói anh á, là cái đồ xấu xa, đồ biến thái, đồ xui xẻo mới đúng á. Thôi được rồi, tôi là đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ xui xẻo. Nhưng mà tôi có tấm lòng. Tôi biết là người ta từ sáng giờ chỉ có gì bỏ bụng hết, bao tử kêu ộp, ộp, ộp. Cho nên tôi mua đồ ăn đem qua cho người ta nè. Thấy thương quá. Nè, nói anh biết nha, đem cho tôi ăn á, tôi không có cảm ơn đâu á. Như đây á, chưa thể nào bù đắp được những cái lỗi làm mạnh gây ra cho tôi á. Trời đất ơi, cái này người ta nói là làm ơn bị mất quán đi nè. Làm ơn mất quán gì? Nè, muốn làm ơn đó hả? Thì làm ơn á, anh lúc nào cũng tránh xa tôi 10 mét đi. Lúc đó tôi cảm ơn anh không kịp. Hay quá ha. Tránh xa 10 mét sao có bánh để ăn. À nè, cái vụ án của ông Trung á, đã xong rồi mà, còn nghiệm chứng làm gì nữa. Anh làm như á, tôi chỉ lo chuyện của mỗi tổ sếp Cường vậy đó. Tôi còn lo chuyện của sếp Quang nè, sếp Hòa nè. Còn anh, giờ ở đây làm gì vậy? Tôi cũng đang nghiên cứu tài liệu về luận án tiến sĩ đó mà. Trời ơi, xuyên vậy hả? Ừ. Ngon quá. Đói bụng muốn chết luôn á. Quay qua, cười lên, hút quản. Cẩn thận. Làm gì bực vậy? Bụi. Nè, làm đó. Gì vậy? Giữ lên. Tụi nói anh làm gì vậy? Chụp hình. Sao anh chụp hình tôi? Lần trước á, thì cũng mấy người la tôi đó, cô quát tôi đó. Cô nói là ăn không đúng nơi, ăn không đúng chỗ. Hôm nay tôi chụp hình làm bằng chứng, cô đem đồ ăn vô phòng thí nghiệm, thế là cô sẽ bị kỷ luật. Vậy là anh đang gài bẫy tôi đó hả? Ừ. Anh hay quá hả? Tôi giết anh, tôi giết anh. Ê, trời ơi, đừng có chen anh. Ê, em có chen anh đâu mà. Tới được kìa, tới được kìa. À, thấy rồi. Đi vô, đi vô, nhanh lên, nhanh lên. Ủa, sao giờ này còn đóng cửa? Ủa, có chuyện gì mà sao phòng mình đóng cửa vậy? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng nha. Chúc mừng. Trời. Đây là bó hoa mà cả tổ dành cho chị. Đúng rồi đó. Để thỏa lòng mong nhớ mấy ngày nay. Là sao? Thì coi như á, đây là vương miện dành cho nữ công an anh Dũng đi. Trời. Đúng không? Thôi thôi, chụp hình nè. Thời gian, 1, 2, 3. Xong rồi. Trời, bui ra coi. Trời, cái gì mà thấy ghê quá à. Cái anh này. Nè Ngọc Hưng, anh nói cho em biết, tấm hình này á, anh sẽ phóng to lên treo ở tổ mình xem đã luôn. Trời ơi, được đó. Tổ mình mà có cái hình này treo ở phòng vậy chắc đẹp lắm à. Thấy cái này hay đó. Cái gì? Anh xóa tấm hình đó mau đi. Xóa hả? Dễ gì xóa, bắt nó lại chụp tiếp tấm nữa. Chụp chụp. Trời. 1, 2, 3. Bây giờ em nói anh có xóa tấm hình đó không? Em lấy được đi rồi xóa, dễ gì mà em lấy được. Đợi em chút, em nghe điện thoại xong xử anh liền. Con nghe. Ủa, bác ơi. Anh nè. Tiểu à. Dạ. Bác gái bị sao hả bác? Đang nằm trong bệnh viện nào vậy bác? Dạ rồi. Để con vô liền. Ủa em, có chuyện gì vậy? Dạ, bác gái của em phải vô bệnh viện rồi. Thôi em đi. Anh xóa tấm hình đó đi. Hân à. Hả? Cô mới xuất viện lái xe không an toàn đâu. Để tôi lái chở cô đi.
con sẽ không sao đâu, cô đừng lo lắng quá. Ủa, bác, bác gái sao rồi? Bác nằm ở phòng nào? Bác đang nằm ở phòng bên này nè. Dạ. Bác, bác sao rồi? Bác làm con lo quá. Con người bác thấy ma con người đó trong chung cư á. Không đứng tim mà chết là còn phước. Bác thật lòng không hiểu gì hết trơn á. Chuyện là sao? Bác kể từ đầu tới đuôi cho con nghe coi. Chuyện là vậy nè. Hai bác tính về quán nhậu đi. Nghe bà Hồng môi giới nói có một căn nhà mới mà lại rẻ nữa. Thị trường bất động sản thì đang đóng băng. Tới 70 mét vuông mà có 650 triệu thôi. Vị trí hướng tốt nữa, cho nên hai bác muốn mua lại căn nhà đó rồi sửa sang bán kiếm lời. Ai về đâu. Nhà này là nhà tranh chấp, biết không? Hai anh em nó tranh chấp cho nên tòa mới sửa chia đôi. Vì vậy á mới có cái giá đó đó, chứ không phải dễ gì đâu. Nếu như tranh chấp á, tụi tôi mua có ảnh hưởng gì không? Không sao hết trơn á, giấy tờ hẳn hoi luôn. Mà khu phố, phường chứng hết trơn rồi. Mà hai anh chị hợp đồng xong xuôi rồi á mới trả tiền. Mà bà yên tâm đi, tôi đã giới thiệu rồi á thì đảm bảo khỏi lo gì hết trơn á. Bà bảo đảm nha. Được chắc rồi. Chắc chắn nghe. Rồi chắc luôn, bây giờ anh chị vô coi nhà nha. Căn này hả? Ừ, căn này. Đẹp lắm á. Được rồi, mở cửa. Anh chị vô coi đi. Sao? Ông bà thấy làm sao? Ông bà cứ xem tự nhiên ha. Rồi rồi. Bà, phòng khách đẹp, cửa hướng Tây, gió vô rất là mát. Nó rất hợp với mệnh của vợ chồng mình nè. Mệt ghê vậy. Mua nhà là để kinh doanh chứ không phải để ở. Hợp hướng với hợp mạng. Mà nè, trời ơi, đi mua nhà làm ơn chê giùm tôi một cái đi. Mua nhà đừng có khen, khen người ta lên giá. Chê đi, chê để bớt, đồng nào đỡ đồng nấy. Trời ơi, lần sau đừng đi theo tôi mua nhà nữa nha. Bực mình. Bà làm tôi mất hứng à. Sao? Ông bà thấy vừa ý chưa? Đẹp quá à, đẹp đúng đâu không? Đẹp, tôi thấy cũng thường thôi, có đẹp gì đâu nè. Giá vậy là rẻ lắm rồi. Đừng có bớt thêm cái gì nữa ha. Nếu được tôi kêu tụi nó qua ký hợp đồng liền ha. Khoan khoan, để tôi coi cho kỹ cái đã. Chứ mua cái nhà chứ đâu phải đi chợ mua bó rau, con cá gì đâu mà. Đúng rồi. Làm gì tới tấp dữ vậy? Bà chị cho tôi xem những giấy tờ có liên quan tới căn nhà này. Ông nhắc tôi mới nhớ nha. Tôi bỏ quên ở dưới cốp xe rồi. Để tôi xuống tôi lấy bản photocopy lên cho ông bà coi ha. Lấy giấy tờ đưa tôi coi coi. Nè, bà xem đi. Bà đi rồi tôi mới nói nghe kìa. Đẹp thiệt. Mà giá cả cũng được nữa thấy không? Để mình mua về mình kinh doanh, mình cho thuê lại phải không? Nhưng mà lần sau nhớ nha. Đừng có bao giờ khen chê đi nha. Bây giờ xem tiếp được chưa? Đi coi đi. Coi cái bếp nè. Bếp cũng được lắm. Cái này chắc phòng ngủ ha. Được ghê ha. Cái gì vậy bà? Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Cái gì? Ma! Cái gì ma trời sáng trưng như vậy mà ma cỏ gì ở đây? Trời ơi, tôi nói thiệt mà. Con ma nơi trong phòng á. Có thiệt không? Thiệt. Tôi thấy nó ngồi lù lù đối diện với cái giường á. Thiệt không? Thiệt. Chắc không? Trời ơi, vô trong coi đi. Để tôi vô đó xem thử. Đâu? Ma đâu? Có gì đâu? Đâu? Ma đâu? Tôi mới giặt ra có thấy gì đâu? Tôi thấy ngoài cửa. Nè, có thấy gì đâu? Nè, nhìn kìa, thấy không? Đó, thấy chưa? Hồi nãy ở đây mà. Nè, nhìn đi. Đó, có thấy gì đâu? Tôi thấy rõ. Hồi nãy rõ ràng tôi thấy đây mà. Hồi nãy bà ở đâu mà thấy? Tôi
Tôi đứng tại đây, tôi mở màn thấy rõ ràng. Chắc không? Chắc. Gì vậy? Bà làm tôi bâng khuâng quá. Bà ma cỏ gì? Bây giờ vậy, bà đứng đây mà thấy ma đúng không? Ừ, thấy ma. Bây giờ bà đứng đó đi. Nhiều khi vô máy chụp hình á, nó hay đứng ở đằng sau đó. Ờ, chụp hình đi. Nè, để coi có ma không. Cũng có khi tôi thấy mà ông không thấy, nhưng mà vô máy chụp hình thấy phải không? Có không? Có không? Bà ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Hả? Nguyên con luôn bà ơi. Trời ơi, con ma phải không? Con Ngọc Cầm. Vụ gì? Làm tôi hết hồn à? Bà mới làm tôi hết hồn á. Ai biết đâu. Có gì đâu. Tôi không biết, hồi nãy tự nhiên tôi vô tôi thấy, không biết sao nữa. Ma có cái gì? Nè, tôi đem giấy tờ tới rồi nè. Ờ. Thôi, bà qua đó. Bà đây, để tôi ra tôi coi giấy tờ nhà. Ờ. Rõ ràng nãy mình thấy gần cửa sổ mà. Sao giờ tự nhiên ông thấy vậy ta? Hay là mình bị hoa mắt? Coi lại lần nữa coi. Cái gì vậy bà? Chuyện gì vậy? Hả? Bà ơi! Chuyện gì? Bà ơi! Chuyện gì vậy bà? Bà ơi! Chuyện là như vậy đó. Đúng là không nên coi thường mấy chỗ lạ. Tại con mẹ Hồng nó giới thiệu bậy bạ. Lúc đầu bác nghi là làm gì có căn nhà nào mà rẻ mà ngon dữ vậy. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa bị sát hại tại ngôi nhà đó vào 6 tháng trước. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được hung thủ và hung khí gây án. Tại sao các anh lại có hứng thú với vụ án này vậy? Ờ, thật sự chúng tôi xin lỗi nếu như điều đó gây hiểu lầm không tốt cho mối quan hệ đồng nghiệp hai bên. Thật ra thì gia đình của Ngọc Hân đây có liên quan tới vụ mua bán ngôi nhà đó. Nhưng mà nghe nói là có ma, cho nên chúng tôi mới hỏi anh để được giúp đỡ. Chứ chúng tôi biết một điều là can dự vào việc nội bộ thì không hay lắm. Không sao, tôi hiểu rồi. Nếu có thêm người phụ giúp việc tìm hung thủ thì quá tốt. Hiện tại chúng tôi đang đau đầu vụ này đây. Cấp trên đang hỏi nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì mới cả. Vậy bên anh đã điều tra được chuyện gì? Có thể cho chúng tôi tham khảo được không? À, đây là hình ảnh hiện trường lúc đó. Nạn nhân bị một vật nhọn đâm làm 8 nhát, trong đó có một nhát chí mạng ngay tim. Đây là vết gì vậy? À, đây là vết dầu thực vật. Nhưng những dấu trên tường thì bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ. Có thể hung thủ đã lau chùi những vết tích. Ngoài ra bà Nguyễn Thị Kim Hoa cũng mất đi một số nữ trang có giá trị. Đây có thể là một vụ cướp. Không có nhân chứng nào nhận diện được hung thủ sao? Hôm đó là ngày trời đổ mưa. Bảo vệ và giữ xe không ai nhận dạng được người ra vào. Ai cũng đội nón mặc áo mưa kín mít. À, chung cư lại không có hệ thống camera. Và nạn nhân vốn sống khép kín, ít qua lại với mọi người xung quanh, và hàng xóm cũng không ưa gì nạn nhân, cho nên chúng tôi hoàn toàn mù tịt về nhận dạng hung thủ. Mấy anh vô đi. Nhà làm gì có ma? Mấy anh nghe người ta nói rồi đụng lung tung. Thiệt tình. Mà chắc bác của cô á, nghe người ta đụng lung tung, rồi thần hồn ác thần tính. Toàn là bà Tám cùng à. Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Rồi có gì á, công bố với báo chí giùm. Chứ cái kiểu này làm sao tôi bán nhà được. Ờ, mà tôi khỏi đi. Công bố với báo chí chẳng khác nào lại ông tôi ở bùi này.
Tôi chỉ cần nói với mấy bà Tám ở đây á, im miệng là được rồi. Nhưng mà tại sao lại muốn bán căn nhà này đi? Thì hồi đó má tôi chia cho hai anh em tôi. Bây giờ má tôi chết rồi. Với lại tôi cũng cần vốn đi làm ăn nữa. Anh Cường. Anh Cường. Anh Cường ơi. Hả? Sao? Nhà này mấy tháng rồi không ai ở. Sao cây vẫn xanh? Rồi còn ra hoa nữa chứ. Anh thấy cũng bình thường thôi mà. Cái chậu hoa này ở lan can, ở trên phơi đồ sẽ nhiễu nước xuống, lúc nào cũng ẩm cho nên cây xanh tốt thôi. Bên đó có một đường thông ra ngoài, rất khác so với những thiết kế của các nhà khác. Anh giải thích sao về việc này? À, cái đó là do má của tôi. Bà đi xem thì bà gì cũng biết. Nói là chỗ cửa sau mới làm ăn được. Nhưng mà rồi á, chưa thấy may mắn đâu, là thấy gặp chuyện rồi. Đà mồn tắt đà khẩu mà. Tôi nói bà đâu có tin. Chí Kiên ơi, có chuyện gì? Anh qua đây. Có cái gì nè? Phải về xét nghiệm mới biết nó là cái gì. Thank you.
Thưa mọi người, đây là mô phỏng kiến trúc của căn hộ 404. Căn hộ này gồm 4 phần riêng biệt, trong đó có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt. Đây, phòng ngủ thứ 2 cũng chính là phòng ngủ của nạn nhân. Mà trong phòng ngủ đó lại có một hướng cửa sau hướng ra nhà bếp, và trong nhà bếp lại có một hướng trổ ra cầu thang bộ. Vậy nếu hung thủ sát hại nạn nhân và tẩu thoát theo hướng cầu thang bộ thì đúng là khó có ai thấy thật. Vậy thì hắn có vẻ rất rành về kiến trúc ngôi nhà, không loại trừ khả năng hắn là người nhà của nạn nhân hoặc là người quen của gia đình nạn nhân. Theo báo cáo của Trung tá Dũng thì nạn nhân bị đâm 8 nhát, nhưng theo suy đoán của tôi thì nạn nhân bị đâm 7 nhát thôi. Mọi người nhìn xem. Có hai vết đâm rất khác với những vết đâm khác, là vì hai nhát này độ dày của hung thủ để lại mỏng hơn, và nó cũng có chiều cùng nhau nhưng hơi so le một tí. Ngoài ra nó còn kéo dài ở đuôi vết thương, tạo thành một vết xước nhỏ. Theo phán đoán thì hung khí có thể là một cây kéo dài khoảng 25cm, dày 3mm và rộng khoảng 1,5cm theo chiều ngang. Theo báo cáo thì trên tay phải của nạn nhân có vết dầu, và trên tường cũng có vết dơ. Theo xét nghiệm của chúng tôi thì vết dơ ở trên tường trùng khớp với vết dầu trên tay của nạn nhân. Thành phần của mẫu vật tìm thấy ở cầu thang bộ gồm có các hợp chất là gelatin, glycerin và chất tạo màu như là iron oxide, sắt oxide, magie, titan dioxide. Các đồng chí lưu ý là các chất tạo màu như sắt oxit, iron oxit và titan dioxit thì thường có trong thành phần của mỹ phẩm. Vậy những chất này kết hợp với nhau để làm gì? Thực ra nó chỉ đóng vai trò giống như là chất kết dính, giống như là một dạng keo. Hay là mình trả nhà cho chú Trí đi. Cứ như vậy. Đàn bà biết cái gì mà nói. Ăn cơm đi. Nhưng mà má cũng nói là nhà đó để lại cho chú Trí mà. Ai nói với cô má tôi nói gì vậy? Đừng nghe cái thằng đồng bóng đi nói lung tung. Nhà đó là của Trung, ai cũng có phần hết, biết chưa? Đây nè, nhà trước kìa anh ơi. Ừ, cảm ơn em. Vậy hả? Cảm ơn em. Dạ. Ê, qua đây, qua đây. Ủa ai vậy? Ủa ai biết? Sao mày không hỏi? Bà cũng nhiều chuyện nữa. Cái thằng thiệt. Có ai nhà không? Chào anh. Hai anh tìm ai? Anh Trần Cao Trí ở đây đúng không? Phải, nhưng nó không có nhà. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, đang điều tra về vụ án cái chết của bà Nguyễn Thị Kim Qua, tức là mẹ của anh Cao Trí, và một số hiện tượng kỳ lạ ở căn hộ của mẹ anh ta. Chúng tôi muốn mời anh Trí về để hợp tác điều tra. Sao anh không gọi trực tiếp cho nó? Chúng tôi đã gọi rồi nhưng mà không liên lạc được. Anh là gì của anh Trí? Anh có biết anh Trí đang ở đâu không? Chắc là nó đang đi phim rồi. Tôi là bạn của Cao Trí, tôi tên là Quốc Trường, làm họa sĩ thiết kế đoàn phim. Tôi thường ghé ở chung với Trí trong những ngày đi làm việc về khuya. Tôi nhìn anh thấy quen lắm. Hình như là ở chung cư 405 tôi gặp qua anh một lần rồi hay sao? À, đó là nhà của ba mẹ tôi. Cảnh quay này á, anh cũng phải tập trung vô. Dạ. Dạ được rồi. Hơi khó. Dạ. Đây nè, khúc này nè. Em biết rồi. Anh em ơi, khẩn trương lên anh em ơi. Lịch bữa nay còn nhiều lắm đó.
Thủy ơi, xong chưa? Phó đạo diễn. Xong rồi. Làm gì mà gọi không được vậy? Anh nghĩ mình vừa thấy như hình ảnh vừa rồi, chắc họ là một cặp đó. Chuẩn bị xong chưa? Thì lạc rau xong đi. Anh xui. Anh Sĩ có nghe khi trái tim mình hòa chung một nhịp hay không? Hay là những lúc về khuya khi đang điều tra như vậy, em dọn qua ở chung với anh nha. Thằng quỷ, đối diện nghe phát gớm, muốn ói luôn nè. Em nói mà em còn muốn ói nữa nè. Hay quá ha. Chọc người ta cho cố vào đi. Nay mai bị như vậy là quả báo đó. Không, yên tâm đi, em cực kỳ tốt giống luôn. Em chỉ lo em vớt phải cô vợ chuyển giới thôi. Ok, rồi em sẽ gặp thôi. Người ta nói nha, ghét của nào trời trao của đó. Quỷ sứ. Anh cũng vậy đó. Đi. Má chạy. Không thể như vậy được. Không bao giờ. Không bao giờ. Ok cắt. Đổi phân đoạn mấy anh em ơi. Trí ơi, có điện thoại. Dạ. Alo. Sao nãy giờ em gọi anh không được vậy? Anh đang định gọi cho em nè. Gọi số nào cũng không được. Bực bội hết sức à. Số 9 thỉnh khóa rồi. Bị fan làm phiền hoài à. Còn số này anh đang bận diễn mà, không thể nghe máy được. Công an đang tìm đó. Hả? Có chuyện gì vậy? Có nói gì không đó? Tất nhiên là không rồi. Tự mình lo liệu đi. Mới nhắc mà Tào Tháo tới rồi kìa. Thôi, anh cúp máy nha. Chào anh Trí. Chúng tôi bên phòng cảnh sát hình sự đang điều tra về cái chết của mẹ anh là bà Nguyễn Thị Kim Qua. Mong anh hợp tác với chúng tôi. Được, mấy anh cần gì ở tôi? Theo chúng tôi được biết thì quan hệ giữa anh và mẹ anh không được tốt lắm, có đúng không? Mẹ tôi rất thương tôi. Tại sao anh với bà không sống chung với nhau? Do công việc của tôi phải đi về thất thường. Mẹ tôi thì khó ngủ nên tôi thuê nhà ở ngoài cho tiện. Nhưng mà theo hàng xóm kể lại, trước ngày xảy ra vụ án, anh và mẹ anh từng cãi nhau dữ dội, có đúng không? Thì gia đình nào mà không có lục đục. Không phải vì chuyện này mà hai anh nghi ngờ tôi liên quan tới cái chết của mẹ tôi đó chứ. Đương nhiên chúng tôi có quyền nghi ngờ tất cả các dữ kiện. Và để tránh những nghi ngờ của chúng tôi thì yêu cầu anh phải hợp tác để giải tỏa những thắc mắc của chúng tôi. Vậy thôi. Được, tôi hiểu. Vậy anh hãy nói hôm đó anh và mẹ anh cãi nhau về chuyện gì. Mời uống nước. Cô đề cần của má về rồi kìa. Nè, ngồi đi. Dạ con chào bác. Em chào anh. Má gọi con về có gì không? Nghe nói là hai đứa bay thuê phòng ở ngoài sống chung với nhau phải không? Dạ, để tiện cho công việc mà má. Tìm việc tìm về cái gì? Đừng có qua mặt tao nha. Trường à, má không ngờ á, hai đứa bay chơi thân nhau từ thuở nhỏ, lại cùng xóm nữa. Lâu nay thấy hai đứa bay chơi thân nhau thì bác mừng, nhưng mà bác không ngờ hai đứa bay lại như vậy. Má à, má nói cái gì vậy? Bây giờ tụi bay nổi tiếng quá rồi, báo chí đang ầm ầm lên kìa. Mọi người nghe tin mấy chuyện đó làm gì? Chỉ là tờ báo lá cải thôi mà. Không quan tâm hả? Không có lửa thì làm sao có khói. Tao nghe chuyện này lâu lắm rồi. Anh hai à, thực chất á, anh chỉ muốn hại uy tín của em để lấy lòng má, kêu má bán nhà chia cho anh thôi, đúng không? Mày, em cũng đâu có ý tranh chấp với anh đâu. Anh đâu cần phải bày ra nhiều trò như vậy chứ. Mà có đúng như vậy hay không chứ?
Dạ, con xin lỗi. Thực chất con như vậy. Đúng, đúng là cái nhà này hết phúc rồi thiệt mà. Nếu như mà má nói như vậy rồi thì coi như không có đứa con này đi. Con sẽ không về đây nữa, để má không phải xấu hổ với mọi người. Mày đi luôn đi. Mày mất dạy. Mày giờ giỏi quá ha. Bố tao chết mày đừng có về cái nhà này. Căn nhà này nè, tao sẽ không chia cho mày đâu. Ha. Má. Đó. Tụi mày thấy chưa? Lần đó là lần cuối cùng tôi gặp má tôi. Bởi trong lúc tôi đi lưu diễn thì nghe tin má tôi bị giết chết. À, xin lỗi chị, tôi có thể mượn cái này được không? Dạ. Anh Sĩ, anh xem. Rồi anh em chuẩn bị cảnh tiếp theo nha. Dạ. Có đúng vậy không? Đúng vậy. Nó giống như mẫu vật mà mình đã tìm thấy ở hiện trường. Cả Quốc Trường và Cao Trí đều làm việc trong đoàn làm phim. Có khi nào họ dọa ma để nhát người đi mua nhà không anh? Phải, là tôi làm đó. Nhưng thực chất căn nhà đó là của tôi mà. Chính anh ta vì lợi ích riêng mà nỡ chia rẽ tình cảm gia đình. Đáng lẽ tôi không thèm tranh chấp cái nhà đó đâu, nhưng tôi ghét cái thói tham lam của anh mình. Anh có biết làm như vậy là cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác không? Khi mà má anh mất không có di chúc, tòa đã tuyên bố căn nhà đó là tài sản của hai anh em. Nhưng má tôi cho tôi căn nhà đó mà. Chị Dung cũng có chứng kiến mà. Chị Dung là ai? Thì vợ của anh trai tôi đó. Chẳng qua chị sợ ảnh nên chị không dám nói ra thôi. Khi mà anh giả ma, anh được sự hỗ trợ của Nguyễn Quốc Trường nữa có đúng không? Phải. Chúng tôi muốn hỏi anh một câu hỏi hơi riêng tư. Quan hệ của anh và anh Quốc Trường là như thế nào? Anh hãy thành thật trả lời cho chúng tôi. Vì sau khi điều tra cái chết của má anh, tức là bà Nguyễn Thị Kim Hoa, hung thủ rất rành về kiến trúc của ngôi nhà. Không phải là anh ta. Mấy người hiểu lầm hết rồi. Hôm má tôi chết, chúng tôi cùng đi biểu diễn ở Đà Lạt, nên hung thủ không thể nào là anh ta được. Các anh em trong đoàn có thể làm chứng cho chúng tôi mà. Mời hai anh uống nước. Cảm ơn chị. Được rồi. Dạ, mời anh uống nước. Ừ, cảm ơn chị. Lúc trước má chồng có nói với tôi là sẽ để cho chú Trí căn nhà đó, vì vợ chồng chúng tôi đã có cơ ngơi rồi, với lại vợ chồng chúng tôi cũng không phải thiếu thốn gì. Nhưng chồng tôi thì... Thấy quan hệ của chị và em chồng có vẻ tốt. À,
Dạ đúng vậy, chú rất tốt nữa là khác. Chú Trí rất là thương tôi. Chú ấy thường hay an ủi tôi mỗi khi má chồng... Giữa chị và má chồng chị có vấn đề thì phải? Không, không có vấn đề gì đâu. Má chồng rất là thương tôi, bà ấy đối xử với tôi rất tốt. Vì chồng tôi là con lớn mà. Chẳng qua là má chồng tôi có tuổi, cho nên cũng hơi hà khắc với tôi một chút xíu. Nhưng mà không sao, má chồng rất là thương tôi. Vì ba má của tôi cũng đã mất, tôi coi má chồng của tôi như là má ruột của mình vậy đó. Vậy hả? Thì cho tôi hỏi, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 23 tháng 9 tức là rằm âm lịch, chồng chị đi đâu? Anh ấy đi công tác ở Vũng Tàu. Tại vì chồng tôi là công nhân dầu khí mà, một tháng chỉ về nhà có một lần thôi. Không lẽ hai anh nghi ngờ chồng tôi có dính dáng đến vụ án này hả? Không phải, nhưng mà chúng tôi cần xác định lại mọi thông tin. Có như vậy thì mới sớm tìm ra hung thủ được. Được rồi, cảm ơn anh. Anh trai ơi, cho em hỏi thăm tí. Hỏi gì anh? Anh sống ở gần đây, chắc là anh biết chuyện gia đình của anh Nhân như thế nào mà đúng không? Biết chứ. Quan hệ không được tốt. Không được tốt hả? Sao anh lại khẳng định như vậy? Từ lúc họ chuyển về đây đã có chuyện rồi. Má chồng á thì chèn ép con dâu, còn ông chồng á thì đã đập vợ mấy lần rồi. Có chuyện đó nữa sao anh? Có chứ, shop này ai mà chẳng biết. Cảm ơn anh. Không có gì. Ai? Người đàn bà đó hả? Trời ơi, khó chịu dữ lắm. Bà, tối ngày cứ lo đi kiếm chuyện với hàng xóm không mà. Làm sao mà tốt được với con dâu của bà? Tôi á nói cái này ra, không phải là tôi nói xấu gì cái người đã khuất, nhưng mà tôi nói thiệt á, không ai á thích bà hết trơn. Cả chung cư này á tránh xa bà hết rồi. Cảm ơn chị. Ngày hôm đó đó hả? Tôi thấy Mỹ Dung có mang bán ra ngoài, xong rồi á cô quay trở lại đây. Sao chị lại nhớ kỹ vậy? Nhớ chứ, tại vì hôm đó cô ta có cái gì khang khác á. Chị có chắc không? Dung. Dạ. Ủa em mang bánh đi đâu vậy? Cái này em xin chị quản lý rồi, chị yên tâm đi. Bánh này em đã trả tiền, không có ăn cắp của tiệm đâu mà chị lo. Không phải, ý chị nói là bánh bây giờ ở ngoài đường khuyến mãi nhiều rồi, sao em không mua? Mà sao em đem tặng bánh giờ này? Chị coi đó, em bận từ sáng tới tối, có lúc nào rảnh đâu. Thôi em đi nha. Em đi đi. Thì đó, thì cô ta, tôi thấy khoảng 3 tiếng sau thì thấy cổ quay lại. Tóc tai thì rối mù. Lúc đó công việc của tôi lu bu quá, cho nên là cũng không có hỏi thăm gì được. Mà mấy ngày sau thì tôi nghe tin là má chồng của cô ta bị cướp giết chết. Thôi được rồi. Khi nào mà cần thêm thông tin gì, chúng tôi sẽ mời chị lên để hỗ trợ điều tra. Được rồi, giúp các anh là trách nhiệm của công dân mà. Cảm ơn chị. Dạ. Mình đi. Báo cáo anh, Trần Cao Nhân thì vào ngày nạn nhân chết được xác minh là đang ở Vũng Tàu. Còn Cao Trí và bạn tình của anh ta là Quốc Trường cũng được xác minh là đang đi diễn. Vậy thì họ hoàn toàn không có động cơ gì để giết chết mẹ mình. Nhưng ngược lại, theo điều tra thì vợ của anh Trần Cao Nhân có quan hệ không tốt với nạn nhân, tức là má chồng của mình. Chị ta thì làm ở tiệm bánh. Có khi nào chị ta có liên quan tới vụ án này hay không? Cứ điều tra theo hướng hạo, chúng ta không được bỏ sót bất cứ tình huống gì. Bởi vì vụ án xảy ra đã khá lâu, manh mối còn lại rất là ít. Chúng ta không được bỏ sót dù là nhỏ nhất. Rõ.
Nè, hết rồi nha. Dạ, hết rồi nha. Vô rồi. Bây giờ chủ nhân vô rồi à, phải cho chủ nhân thổi đèn cầy. Đúng, hát chúng tôi sinh nhật. Vô đi. Cái bánh kem đẹp quá à. Vô đi, vô. Vô. Thắp đèn cầy. Cầy ly đi. Vô. Vô. Rồi vô. 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 Nha. 1, 2, 3. Vô. Rồi rồi, chuẩn bị thổi nến nha. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Ngày hôm nay ta tôi muốn công tác với các bạn được lâu dài và chúng ta sẽ mãi mãi vui như ngày hôm nay. Wow. Không biết uống đừng có bày đặt uống, làm khổ người ta không à. Trời ơi, có thân thiết gì đâu mà vừa không biết nữa à. Uống gì mà uống dữ vậy? Uống gì mà không biết trời trăng mây nước gì hết? Trời ơi. Nè, đừng có nói là muốn ói lên người tôi nha. Cô ơi, giữ cho anh đó, đừng có ói lên xe tôi nha. Ờ, dạ, em biết rồi anh. Trời ơi. Trời ơi, thiệt là. Trời ơi, cái áo đầm tôi mới mua. Đi ra. Số 7. Đi đó, đừng có dựa gì hết á. Trời ơi, cáo đồng của tôi. Đi đó, không có dựa gì hết trơn á. Đi ra. Cái đồng của tôi. Đi. Xin, xin hả? Số quỷ mà. Trời ơi, lại ói nữa rồi nè. Đang ở đâu vậy nè? Sao đau đầu quá. Ê! Cái gì vậy? Hả? Làm gì mình à? Cái gì vậy nè? Cái gì vậy? Sao tôi ăn mận kỳ cục vậy nè? Im đi. Mệt quá. Là nói ông sùm à. Đúng là làm mơ mắt quán mà. Tôi nói cho anh biết nha. Hôm qua mà tôi không nể tình anh á, là tôi cho anh ngủ ngoài đường rồi đó, chứ không phải đem về trên giường tôi đâu. Là sao? Thì có nghĩa là anh say xỉn mà không biết cái gì luôn á. Ói đầy người tôi. Người anh cũng do hài à. Tôi đem anh về á, tôi phải mượn đồ của mẹ tôi thay cho anh mặc đó, cái đẹp. Đồ biến thái, lợi dụng lúc người ta say xỉn ngắm tấm thân ngọc ngà của người ta. À, cái gì? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao nói tôi vậy? Nghĩ sao tôi biến thái vậy hả? Quên đi. Chứ ai thay đồ cho tôi? Còn một người khác giúp đỡ. Hai người. Vậy là tôi đã bị hai người chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà của tôi. Trời ơi, mẹ. Mẹ ơi, chết con rồi. Trời ơi, đồ điên. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà tôi đi ngắm cái tấm thân này của anh? Cái người giúp đỡ thay đồ á là Út Tuấn, em của tôi. Út Tuấn hả? Tuấn, vô đây. Dạ. Chào Út Tuấn. Ủa, nói vậy hôm qua Út Tuấn thay đồ cho anh hả? Dạ. Cảm ơn Út Tuấn nhiều nha. Út Tuấn, lấy đồ cho anh thay đi. Đồ nước hết rồi. Làm gì vậy? Thì chụp hình. Chụp làm gì? Còn Facebook. Bị điên hả? Tự nhiên khi không bận kỳ cục vậy, bỏ lên Facebook là sao? Tôi không cần biết. Nói cho anh biết nha, kể từ bây giờ về sau á, mà làm mất lòng của tôi á hả, thì bốn cô nương đây sẽ đăng tấm hình này lên Facebook.
Vậy là cả cộng đồng mạng sẽ biết tới cái tên Kiên Gây. Chờ đây, đứng lại, đưa tấm hình đây. Đừng có ba. Đứng lại. Một con đường. Đứng lại. Đưa điện thoại đây. Xóa ngay tấm hình đó. Một con đường. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại đó. Nói. Đứng lại. Ủa, sao con mặc gì kỳ vậy? Chụp hình, chụp hình, chụp hình nè. Tụi bay quậy quá. Đẹp hay nổi ha? Con cho đồ có hình này nổi. Ồ, quá đẹp ha. Đẹp hơn nữa nè. Định đưa lên Facebook hả? Đây á là hoa phong lan, phải trồng ở trong mát, phải có cái độ ẩm thích hợp. Chế độ tưới nước của nó phải tưới á ở một cái dạng phun nhẹ và tưới luôn cả bộ rễ nó nữa. Trồng phong lan á thì không cần phải dùng đất, chỉ cần có than và gỗ mục. Dạ, con hiểu rồi nội. Nhưng mà con không nhớ gì hết á. Con chào ông. Ủa? Ủa? Sao tự nhiên thay đồ vậy? Đang đẹp mà. Thay đồ rồi hả? Dạ. Vậy có phải đẹp trai không? Chứ còn ai mặc như hồi nãy á, làm tao cười muốn rụng rúng luôn. Còn con nhỏ này cũng thiệt tình vậy nữa, quẩy như quỷ vậy đó. Mày như vậy hoài chắc ế chồng quá à. Ế chắc luôn. Nè, muốn nổi tiếng hơn không? Bạn ơi, mình nói mình, chứ mình không nói bạn, mình nói mình ế. Mình biết rồi, mình biết mình sai rồi. Bạn đừng có đưa những hình ảnh này lên Facebook nha. Chết mình đó. Hình xuống. Tuấn à, cầm cái bọc đinh ra cho ông nội con. Dạ. Cảm ơn con. Xóa đi mà. Xóa đi. Trồng phong lan á thì không cần phải dùng đất, chỉ cần có than và gỗ mục. Dạ, con hiểu rồi nội. Nhưng mà con không nhớ gì hết á. Con chào ông. Ủa? Ủa? Sao tự nhiên thay đồ vậy? Đang đẹp mà. Thay đồ rồi hả? Dạ. Vậy có phải đẹp trai không? Chứ còn ai mặc như hồi nãy á, làm tao cười muốn rụng rúng luôn. Còn con nhỏ này cũng thiệt tình vậy nữa, quẩy như quỷ vậy đó. Mày như vậy hoài chắc ế chồng quá à. Ế chắc luôn. Nè, muốn nổi tiếng hơn không? Bạn ơi, mình nói mình, chứ mình không có nói bạn, mình nói mình ế. Mình biết rồi, mình biết mình sai rồi. Bạn đừng có đưa những hình ảnh này lên Facebook nha. Chết mình đó. Hình xui. Tuấn à, cầm cái bọc đinh ra cho ông nội con. Dạ. Đi. Nè nè. Ông nội, nè. Cảm ơn con. Xóa đi mà. Xóa đi. Ông ơi, sao ông lại gắm mấy cái đinh vô chậu hoa để làm gì vậy ông? Đây á là kinh nghiệm của những người trồng hoa truyền lại. Nếu muốn bông này nó trổ màu xanh á thì cắm đinh ở xung quanh gốc. Thì khoảng 2 tuần sau á thì nó trổ ra màu xanh. Dạ. Còn nếu mà muốn nó màu hồng á thì chỉ cần rắc ít vôi xung quanh gốc thì nó sẽ ra màu hồng. Dạ.
Hôm qua là sinh nhật của anh, mà anh sai quá chưa kịp nói gì với anh hết. Đây là quà em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui. Yêu anh. Alo, tôi nghe. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Chào chị. Sao chị có mặt ở đây? Thì tôi thấy nhà bụi bặm quá nên tôi qua tôi dọn dẹp thôi. Mà các anh chị đi đâu đây? Chị không sợ ma à? Ma? Thời buổi này làm gì có ma. Ai mà mê tín nhiều ra như vậy? Tôi nghĩ là có ma đó. Và chính con ma đó đã dẫn tôi đến đây để tìm ra hung khí mà hung thủ đã gây án. Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Rồi mọi người tìm được ở đâu? Chị đang tính cầm cái chậu hoa, cầm túi cầu này đi đâu vậy? Cái này hả? Tôi tính đem về nhà trồng. Tại má chồng tôi thích những chậu hoa này lắm. Nếu để chúng chết thì má tôi sẽ buồn lắm. Vậy sao? Cũng may là lúc còn sống, má chồng của chị rất thích hoa cầm túi cầu. Chính vì vậy, bà chết đi, linh hồn bà đã nhập vào hoa cầm túi cầu này và báo cho tôi biết hung thủ đang sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Rồi chị sẽ hiểu. Đúng như tôi đã phán đoán, để phát hiện được sự bất thường này thì tôi phải cảm ơn buổi sinh nhật tối hôm qua của anh Nguyên. Màu sắc của hoa cẩm tú cầu thay đổi theo độ pH của đất. Chỉ cần cho kim loại vô môi trường đất, ví dụ như chúng ta chỉ cần cắm những cái đinh sắt vào chỗ hoa cẩm tú cầu, cái đinh sắt reset sẽ làm giảm độ pH của đất, hoa cẩm tú cầu sẽ chuyển sang màu xanh. Tôi thấy ở nhà chị là có 3 chậu cẩm tú cầu, 2 chậu màu hồng, 1 chậu màu xanh. Chính vì vậy mà tôi dẫn theo tất cả anh em lên đây để xem sự khác biệt, sự đổi màu của hoa cẩm tú cầu này. Và đây, đây chính là hung khí mà chị đã gây án, đúng không? Cậu giỏi lắm. Phải. Tôi giết bà ta đó. Bà ta đáng chết. Chính bà ta ép tôi, không phải tôi. Yêu cầu chị cho lời khai thật chính xác nguyên nhân và tình hình ngày hôm đó. Khi tôi mới về làm dâu nhà này, đã không có một ngày nào yên với bà ta. Cực khổ lắm. Vợ chồng tôi mới có tiền mua được cái nhà riêng. Đó là công sức của vợ chồng tôi mà, chứ không phải là của gia đình chồng tôi. Vậy tại sao bà ta gán ghép tôi hoài vậy, ép bức tôi hoài vậy? Tôi cũng có ba mẹ. Ba mẹ tôi đẻ con muộn, có một mình tôi là con gái à. Gia đình tôi nghèo khó, ba mẹ tôi phải nhịn ăn để dùng cơm nuôi tôi lớn từng ngày. Nhờ có tình thương bao la của ba mẹ mà tôi mới trưởng thành được đến ngày hôm nay. Lấy chồng được 3 năm thì ba của tôi đã mất vì bệnh ung thư gan. Sau khi ba tôi mất, sức khỏe của má cũng yếu dần. Rồi 4 năm sau, má cũng đi theo ba vì bệnh suy thận cấp. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có người thân ở bên cạnh. Anh nè. Hả? Em muốn xin anh một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em thấy trên đây còn một khoảng trống.
Em muốn xin anh cho phép đem hình ông bà ngoại về để thờ. Chứ ba má cũng còn có một mình em mà. Ngày trước em với anh còn sống chung với ba má, em không có dám xin. Còn bây giờ vợ chồng mình ra riêng rồi, anh cho phép em đem hình ba má về để thờ nha. Được không? Má, thờ cái gì mà thờ? Mày là cái gì ở đây mà mày đòi thờ ba má mày ở đây chứ? Con gái lấy chồng là phải theo chồng, hiểu chưa? Còn mày nữa, tao không ngờ mày là đàn ông mà không biết dạy vợ. Mày để mày thờ ba mẹ vợ mày trên đầu. Má, còn ba mẹ ruột của mày, mày để dưới chân. Trong khi đó tao còn sống sờ sờ ra đây, mày chưa báo hiếu mà mày đòi đi báo hiếu người đã chết. Đúng là cái nhà vô phúc thiệt, mới lấy được cái loại con dâu như cô. Má, cái thứ vô học, má, rác rưởi. Ba mẹ cô chẳng ra gì cho nên mới đẻ được cái thứ con gái như cô, ngu như cô. Ba mẹ cô không biết dạy cô hả? Hèn chi mà ông trời không cho đẻ được đứa con trai. Má, để rồi bây giờ không có người lo nhang khói. Má, má xúc phạm con như thế nào cũng được, nhưng con xin má, má đừng có đụng chạm đến người chết được không? Mày hả? Trời ơi má ơi, má làm cái gì vậy má? Má nói vậy sao? Con xin má mà. Dạy. Mày coi đó, nó đối xử với tao như vậy đó. Trời, con ơi là con. Ủa công tao nuôi mày tới giờ này, rồi bây giờ mày dạy vợ mày đối xử với tao như vậy đó. Con ơi là con. Má, 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 má ngồi xuống đây đi má. Thấy chưa, cô nghe thấy chưa hả? Ba má của cô đem về nhà của thợ đi. Tại sao cô đem về nhà chồng thợ hả? Anh, mày nghe chưa? Hãy con kia, em mang bánh đi đâu vậy? Cái này em xin chị quản lý rồi, chị yên tâm đi. Bánh này em đã trả tiền, không có ăn cắp của tiệm đâu mà chị lo. Không phải, ý chị nói là bánh bây giờ ở ngoài đường đầy rẫy rồi, khuyến mãi đầy đó, mà em đem tặng giờ này làm chi? Chị coi đó, em bận từ sáng tới tối, có lúc nào rảnh đâu. Thôi em đi nha. Em đi đi. Nước đã tràn ly, tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Chính bà ta. Từ sau ngày đó, mẹ chồng luôn nhiếc móc tôi cái tội láo. Ghét tôi, bà ghét các cháu. Nhưng phận con dâu, dù chồng không bảo, nhưng các ngày lễ tôi đều quà cáp, bởi tôi coi đó là bổn phận. Hôm đó là ngày rằm, trời đổ mưa to, nên tôi đi theo lối thang bộ lên vì cũng khá gần, mà căn hộ cũng không cao lắm. Thưa má, con mới về. Má, hôm nay con có mua bánh về cho má nè. Tưởng cái gì, ba cái bánh hạ giá ngoài đường á, cô đem về cô thí cho tôi đó hả? Đem về cho ba má cô ăn đi, tới ông bà già cô đó tôi không có chết đói. Dạ đâu phải đâu má, bánh này là con mua ở tiệm con làm, có thương hiệu đàng hoàng, chứ đâu phải là bánh ở ngoài đường ngoài chợ đâu má. Má, má giận con hả? Tại bữa giờ con cũng bận việc ở tiệm quá, còn chồng con á thì đi công tác, còn có mình con với mấy đứa nhỏ à. Má đừng có buồn, đừng có giận con nha. Má ơi, thí dụ mà con á có làm gì sai thì má cứ la cứ nói,
rồi chỉ dạy cho con để con sửa. Chứ má đừng có lôi ba mẹ con ra rồi má nói như vậy. Má có thấy như vậy là quá đáng lắm không? Quá đáng hả? Tao muốn nói gì thì nói mặc kệ tao. Đồ mất dạy, mày qua đây mày dạy đời tao hả? Cái đồ mất dạy, đồ lát sữa. Mày ăn đi, mày đang về nhà mày ăn đi. Tao nói chuyện mày nha. Má mấy mày không dạy mày, để tao dạy mày. Cái đồ mất dạy hả? Mày dạy đời tao hả? Để tao dạy mày nè. Mày tránh ra đi. Mày vừa phải thôi chứ. Mày khốn nè, khốn nè. Mất dạy. Chửi tao, dám đánh tao hả? Đồ lát sữa. Chính bà ta ép tôi. Không phải tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn giết người. Thật sự tôi không muốn giết người. Tôi không muốn giết người đâu.
Mấy người đừng bắt tôi. Tôi không muốn giết người. Tôi không muốn giết người. Mấy người đừng bắt tôi. Tôi không muốn. Tôi không muốn giết người mà. Chính bà ta. Nhưng mà chị không ngờ cây hoa cẩm tú cầu này mấy tháng trời không ai chăm sóc vẫn tươi tốt và ra hoa. Nó đã tố cáo tội ác của chị, có đúng vậy không? Bây giờ thì tôi đã tin. Đúng là lưới trời lồng lộng mà. Chị đứng lên. Đi. Có chuyện gì vậy mọi người? Ủa, không phải mọi người đến đây để bắt ma sao? Sao lại còng tay vợ tôi? Vậy đi. Anh à, xin mời anh theo chúng tôi về đồn. Anh sẽ được giải thích tường tận hơn. Đi. Em, có chuyện gì vậy em? Chị Kỳ, em hãy nhanh chóng hoàn tất báo cáo để anh chuyển sang cho tổ của anh Dũng. Đó, nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Từ giờ anh mới về. Và hôm nay anh lại về trễ nữa rồi. Em quen rồi, anh không cần phải xin lỗi đâu. Em à, giỡn với em chút thôi, chứ thực sự công việc ở cơ quan của anh lúc này nhiều quá, anh phải ở lại để giải quyết. Nè, đừng có nói là giận anh nghe. À, cái nét này là hình như không phải giống như mấy bữa giận cái vụ mà đi về trễ nè. Có chuyện gì đúng không? Buồn anh chuyện gì hả? Anh chưa mở quà của em kìa. À, thật ra hồi sáng sau khi đọc những dòng thư em viết lại á, anh tính mở ra coi rồi. Nhưng mà lúc đó điện thoại cơ quan gọi anh gấp quá, anh đành phải chạy đi luôn. Bây giờ anh mở nha, xin lỗi vợ ha. Quà gì trong này vậy ta? Quà gì vợ? À, điện thoại hả? Anh có điện thoại rồi mà. Thì anh cứ mở ra xem đi. Mà mua mấy cái này chi tốn kém vậy em? Anh có điện thoại kia anh xài được rồi. Bộ anh không thích hả? Đâu có. Thích chứ sao không thích. Quà của vợ tặng mà sao không thích. Chà, cũng đẹp quá ha. Anh mở máy lên xem đi. Đúng rồi. Để anh phân tích trên cơ sở pháp chứng. Và em nghe coi có đúng không nghe. Từ lúc anh về, lúc nào em cũng nhìn vô hộp quà này với ánh mắt rất là nghiêm túc và hồi hộp. Mặc dù đó là món quà tặng sinh nhật cho anh, nhưng lần này nó không giống như những lần trước.
Với bản tính của em, thuộc tiếp người không phải là quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thêm một điều nữa, nhất là các tiểu tiết. Từ đó anh suy ra, chắc chắn là bên trong cái điện thoại này sẽ có một thông điệp gì đó, đúng không? Hay quá, chồng em tài giỏi quá. Chồng của em mà. Nhưng mà ai nói với anh là em không quan tâm tới cảm xúc của người khác? Anh xin lỗi, nhưng mà tại vì đó là bệnh nghề nghiệp của anh, anh không thể nào mà nói dối trước pháp luật được, đúng không? Em nè, nhưng mà anh yêu vợ anh, cho nên anh phải yêu cả đường đi lối về của vợ. Và đặc biệt là vợ suy nghĩ gì anh đều biết hết đó, hiểu không? Thôi, anh ngụy biện quá. Có ngụy biện đâu. Anh còn chưa mở máy nữa kìa. Thì giờ anh mở. Cái điện thoại này hình như là đời mới nhất luôn ha em. Mà mở sao vậy? Đẹp quá ha, nhìn sang quá. Ủa, sao có hình của em trong này? Anh xem em có phải là dạo này em mập lên không? Em xấu quá đúng không? Nhưng mà em như vậy là do anh đó. Ủa? Anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm nghe không? Nếu sau này em mà xấu xí, anh có còn yêu em không? Yêu? Em và anh cũng yêu nữa mà. Sao tự nhiên? Anh à, hôm nay là sinh nhật của anh. Em đã tặng quà cho anh rồi, nhưng em còn một phần quà lớn hơn nữa. Ủa, còn gì nữa em? Là một món quà sẽ làm cho anh bất ngờ. Anh có đoán được món quà mà em sắp tặng cho anh á là gì không? Đây là món quà đã làm cho em phát phì lên á. Em nói gì anh không hiểu gì hết trơn vậy? Nhưng mà em cảm thấy mình rất là hạnh phúc vì điều đó. Đừng có nói với em là sau khi nghe xong anh sẽ bị choáng đó nha. Lúc đó anh sẽ biết tay em. Anh có biết không? Biết cái gì? Em chỉ nói sao anh biết được. Đó là anh sắp được lên trước rồi đó. Lên trước ba rồi đó. Anh nghe rõ không? Anh sắp được làm ba rồi đó. Em nói thiệt hả? Anh sắp được lên chiếc ba là có nghĩa em có thai hả? Em nói thiệt không vậy? Thiệt chứ. Vậy là em đã có thai rồi. Trời ơi, tại sao không nói sớm cho anh biết? Em có thai là thiệt phải không? Trời ơi, vợ ơi. Vợ anh ơi, buông em xuống. Anh yêu em quá vợ ơi. Buông em xuống đi. Trời, em sao không nói sớm cho anh biết mà còn quay phim lại nói làm gì nữa trời. Anh hư quá. Sao? Ảnh hưởng tới con bây giờ. Anh thật ra anh sung quá. Không phải, anh sướng. Đâu phải, anh vui quá. Tại anh vui quá mà. Em, anh yêu em quá đi. Em biết không, cái lúc mà em nhận lời lấy anh làm chồng á, lúc đó anh cũng rất là vui rồi. Nhưng mà bây giờ anh nghe tin này á, anh lại vui, vui gấp nhiều lần nữa. Anh yêu em quá đi. Nè, hôm anh cởi coi. Không có anh thì sao có sản phẩm được, đúng không? Thương vợ quá à. Vợ ơi, ai chỉ em mà nghĩ ra cái chiêu này hay quá vậy? Giống như coi phim vậy đó.